Rồi uh, trước khi bắt đầu chương trình Thì anh chị có thể là uh, comment in uh, Gửi những cái trái tim chúc mừng Cho thành công của chị Thùy ha Yeah Ok Rồi uh, bao nhiêu số anh chị ở đây cũng ra quyết định rằng là uh, Trong vòng là uh, Từ 1 Cho tới 5 năm, năm tới Thì chúng ta cũng sẽ uh, Có thể thay đổi cái uh, tương lai của mình cũng giống như là uh, chị Thùy thì anh chị có thể là comment à, tôi thành công anh chị ha. Yes. Có một cái điều rất là hay đó là uh, nhiều khi anh chị khi mà chúng ta nói rằng là tôi thành công thì có thể một số anh chị sẽ cảm thấy khá là ngại ngùng. À, chúng ta cảm thấy ngượng, chúng ta cảm thấy ngại ngùng bởi vì rằng là nhiều khi mình uh, tự nhận thấy mình chưa thành công mà bây giờ mình lại đi nói là mình thành công đúng không? thì mình cảm thấy nó rất là ngại à, tuy nhiên rằng là bạn phải hiểu một điều là à, chúng ta phải nói cho chính chúng ta nghe à, chúng ta phải luôn luôn à, định vị mình là một người thành công à, mình thành công thì đó là theo cái à, cái đánh giá của riêng mỗi người đúng không ạ à, tuy nhiên chính chúng ta cảm thấy chúng ta thành công thì đó mới là cái điều quan trọng nhất chị ha à, và sẵn đây khi mà chúng ta ở bàn về thành công thì À, thì theo anh chị thì thành công là như thế nào à, thành công thì à, như thế nào thì được gọi là thành công à, thật ra thì khi chúng ta nói về thành công anh chị thì nó có rất là nhiều những cái tiêu chí khác nhau à, mỗi người sẽ có những cái tiêu chuẩn những cái tiêu chí khác nhau à, ví dụ như là một số người thì họ nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ họ kiếm được một triệu đô họ có một triệu đô la thì họ là thành công à, nhưng ví dụ như Donald ờ, trump chẳng hạn tỷ phú trump thì đối với ông ấy thì một triệu đô la là à, thất bại đúng không à, đối với ông ấy thành công phải là cả tỷ đô la à, nhưng cũng có một số người à, có một số anh chị thì chúng ta à, có cái cái đưa cái gọi là cái tiêu chuẩn thành công của mình đó là chúng ta sẽ à, xem trọng là gia đình của mình là cao nhất à, gia đình của mình là cái mà quan trọng nhất anh chị đồng ý ạ À, hoặc là một số anh chị thì có thể xem sự nghiệp là điều quan trọng nhất à, có một số anh chị khác thì lại có suy nghĩ rằng là à, đó là bản thân mình đúng không? sức khỏe là quan trọng nhất à, không sức khỏe thì chẳng chẳng làm được gì cả hoặc là có một số anh chị thì chúng ta sẽ có cái à, là chúng ta sẽ xem là gì à, có thể là cái uh, sự cống hiến cái sự cống hiến cái sứ mệnh của mình là cái điều quan trọng nhất À, và mình cần phải thành công có nghĩa mình phải hoàn thành được cái điều đó mình cần phải đạt được cái điều đó à, ví dụ như những anh chị xem là thành công là gì thành công là có một cái gia đình hạnh phúc một cái gia đình hòa hợp yêu thương nhau à, và luôn luôn là có được những cái sự là à, lắng nghe và thấu hiểu cùng nhau chẳng hạn à, thì họ sẽ để cái điều đó là quan trọng nhất và đối với họ đó là thành công hay à, là những người họ xem thật sự nghiệp sự nghiệp là quan trọng nhất thì đối với họ thì họ càng ngày càng có sự phát triển nếu như bạn đi làm một công việc nào đó thì bạn có thể là thăng tiến bạn thăng tiến trong công việc bạn thăng tiến trong sự nghiệp à, có thể là sau một thời gian bạn từ một người mới bắt đầu thôi bạn là một nhân viên thôi nhưng mà sau một thời gian bạn phấn đấu lên à, cấp độ quản lý chẳng hạn rồi bạn lại tiếp tục nỗ lực và phấn đấu lên à, và có thể một thời gian sau thì bạn lên vị trí là giám đốc và thậm chí là sẽ có thể là bạn một thời điểm nào đó bạn có thể là lên vị trí chủ tịch đúng không ạ chủ doanh nghiệp chẳng hạn đấy ờ, thì đó cũng là sự nghiệp một số người họ sẽ tập để, để tập trung cái điều này à, hay là về cái câu chuyện là à, nếu như anh chị làm kinh doanh thì chúng ta cũng mong muốn là gì à, nếu chúng ta tập trung vào sự nghiệp mục tiêu của chúng ta là sự nghiệp thì sao thì chúng ta cũng mong muốn rằng là chúng ta có thể phát triển đúng không Phát triển cái hệ thống cái quy mô kinh doanh của mình nó lớn hơn. À, có thể mới đầu là một cái sạp nhỏ thôi nhưng mình sẽ bỏ nó lên thành một cái cửa hàng rồi từ một cái cửa hàng thì nó sẽ mở lên thành nhiều cửa hàng rồi trở thành một cái chuỗi cửa hàng đúng không ạ? Rồi từ cái chuỗi cửa hàng đó nó sẽ trở thành thương hiệu, nó trở thành một cái franchise và nó sẽ mở rộng ra toàn cầu chẳng hạn. Thế thì đó cũng là cái về sự nghiệp thì uh, mỗi người thì sẽ có cái uh, mong muốn, có nhu cầu khác nhau và cái uh, tiêu chuẩn khác nhau về hình nhạc công, cái điều quan trọng nhất với mỗi người là khác nhau. Nhưng mà anh chị có đồng ý với Huy rằng là hầu hết cái điều quan trọng thứ nhì. Cái điều quan trọng thứ nhì là gì ạ? Hầu hết đối với chúng ta cái điều quan trọng thứ nhì có thể là sức khỏe là cái thứ nhất có thể gia đình là thứ nhất có thể là sứ mệnh là thứ nhất có thể sự nghiệp là thứ nhất à, có thể là cống hiến là thứ nhất à, nhưng mà cái thứ nhì mà đa số chúng ta đó là kiếm thật nhiều tiền anh chị có đồng ý không ạ? Dạ cái thứ nhất có thể là mỗi người mỗi khác nhưng cái thứ nhì mà đa số không phải tất cả nhưng đa số chúng ta đó là kiếm thật nhiều tiền anh chị có đồng ý không? Dạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tiền là một cái điều rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp và mật thiết tới cuộc sống của con người. Chúng ta có thể thấy rằng là một đứa trẻ con khi mà nó chỉ mới khoảng vài tuổi đầu thôi. Vài tuổi đầu. Có nghĩa là thậm chí là dưới 5 tuổi Dưới 5 tuổi thì đứa trẻ con đã nhận biết được cái sự khác biệt giữa một tờ tiền và những cái tờ giấy khác ở đây anh chị nào thấy được đó đúng không? Dạ, yeah. nó nhận biết được cái tầm nó nó chưa biết là cái tiền đó nó nó có cái tác động gì nha nhưng nó có thể nhận biết được cái sự khác biệt giữa cái tờ tiền và những cái tờ giấy khác anh chị Thông qua cái gì thông qua những cái cuộc nói chuyện của cha mẹ, thông qua cái cách hành xử của cha mẹ, thông qua cái cách mà nó nhìn thấy những người xung quanh của nó à, trong cái việc mà họ sử dụng tiền Họ quản lý tiền, họ nói về tiền Thì một đứa trẻ con nó rất là thông minh Nó rất là hay anh chị Nó nhận ra được rằng là có thể những cái tờ giấy khác Có thể là giấy báo Giấy tập, giấy vỡ Hay là những cái tờ giấy khác Giấy vé số hay bất kỳ cái gì Thì nó có thể lấy nó vẽ Nó có thể lấy nó xé đi Nhưng mà tiền thì nó sẽ không làm được đâu. Và tiền nó là một thứ rất là quan trọng anh chị Bởi vì tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền anh chị có đồng ý không? dù là chúng ta anh chị và đặc biệt là những anh chị ở đây thì nếu như anh chị đã có mặt trong cái zoom này thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái việc mà cái mong muốn kiếm được nhiều tiền, cái mong muốn để có thể tự do tài chính, cái mong muốn để có thể trở nên giàu có, đó là một cái mong muốn đúng đắn. Nó là một cái mong muốn đúng đắn. Có một điều mà chúng ta có thấy rằng là cái người nào càng ngại nói về tiền Thấy người nào mà càng ngại và tránh né những cái chủ đề liên quan tới tiền bạc thì đó là những người mà thường là bị túng của họ ngại họ hại xử lý về những cái vấn đề về tiền bạc họ cảm thấy là bối rối khi mà phải xử lý đến những cái vấn đề liên quan tới tiền bạc về tài chính và chúng ta có thể thấy được một cái điều rất là thú vị à, bây giờ đi một người anh chị chúng ta có thể rằng là một người có thể dành thời gian ra để có thể là đi học bỏ tới vài chục triệu, vài trăm triệu, thường là vài trăm triệu uh, cho tới vài tỷ và sẵn sàng đi học 4 tới 5 năm học đại học, học một cái chuyên ngành nào đó. Anh à, chị đồng ý không? Yeah. và có một số người thì sẵn sàng bỏ ra tới 2 năm trời và hàng trăm triệu đồng để học về tiếng Anh, học một cái ngôn ngữ thứ hai. À, học về một cái kỹ năng mềm nào đó nhưng mà có ai đã sẵn sàng đầu tư cho cái kiến thức về tài chính chưa có ai đã thật sự là chịu đầu tư thời gian công sức và tiền bạc cho cái hiểu biết về tài chính chưa đã giáo dục về tài chính chưa Hồi à, sẽ hỏi anh chị một cái câu như thế này à, thực ra là có anh chị những người làm điều đó họ đã giàu rồi <laughs> anh chị ha? những người làm điều đó họ đã giàu cũng giống như tôi đã làm điều đó với chính mình chúng ta sẽ để ý anh chị một trong những cái nền kinh tế mà lớn nhất thế giới một trong những cái nền kinh tế lớn nhất thế giới anh chị đó là nước mỹ nước mỹ là cái nơi mà chúng ta có thấy rằng là có được xem là quốc gia mà có nhiều triệu phú và nhiều tỷ phú nhất thế giới anh chị thấy có tuyệt vời không Yeah. Vậy thì cái câu hỏi mà Huy muốn hỏi anh chị đó là cái sao? Tại sao lại là Mỹ? Tại sao lại là nước Mỹ, tại sao lại là người Mỹ mà không phải là người Việt Nam? Đó, đó cái câu hỏi đó thử xem. Tại sao trong chiến tranh thì chúng ta có thể chiến thắng được? Quân đội Mỹ nhưng tại sao về kinh tế thì họ lại có thể vượt trội như vậy? Sự khác biệt gì ở đây? Anh chị có câu hỏi trả lời không? Rồi, cái câu hỏi ở đây là gì? Tại sao nước Mỹ lại có nhiều triệu phú và tỷ phú nhất trên thế giới mà không phải là một quốc gia khác? Tại sao lại là nước Mỹ? Nói về độ thông minh thì thống kê là dân tộc Việt Nam có cái mức độ thông minh là top 10. Có những năm là được thống kê lên tới top 8, top 9. Thông minh nhất trên thế giới. Đó về độ thông minh đó nhỉ. Là người thông người Việt Nam là có cái gen bẩm sinh là nằm trong top là 10 cái dân tộc. Thông minh nhất trên thế giới. Và nói về độ cân cù và chăm chỉ thì cái điều đó thì không thể bàn cãi được rồi. Nếu nói về cần cầu chăm chỉ thì người Việt Nam, dân tộc Việt Nam chúng ta cũng không thua kém bất kỳ dân tộc nào. Anh chị có đồng ý không? Nói về cái việc mà khả năng để vượt khó khả năng để đấu tranh và vượt qua những khó khăn và trở ngại thì người Việt Nam thì không thua kém bất kỳ một dân tộc nào. Thậm chí có những lúc chúng ta còn thấy nó cũng vượt trội hơn rất nhiều những dân tộc khác. Vậy tại sao? Vậy tại sao cái cái sự giàu có khi nói về đất nước, khi nói về dân tộc chúng ta thì nó chưa chưa được xem là giàu có so với những nước, những quốc gia như nước Mỹ. Vậy thì cái câu chuyện chúng ta phải để ý ở đây là bạn phải trả lời được cái câu hỏi này. Chúng ta phải biết được cái nguyên nhân đến từ đâu. Anh chị thì chúng ta mới có cái giải pháp. Giải pháp cho chính mình. Bởi vì khi bạn trở nên giàu có, bạn chính là giải pháp. Khi bạn trở nên giàu có, bạn đang đóng góp một phần để có thể giúp cho đất nước của chúng ta trở thành một quốc gia giàu mạnh. Anh chị đồng ý không? Có câu dân giàu nước mạnh là như vậy. Vậy thì tại sao? Đúng không? Nước Mỹ được xem là một quốc gia có nền kinh tế nằm trong số top những nền kinh tế lớn nhất thế giới, lớn nhất hành tinh. Bởi vì sao? Bởi vì đó là quốc gia có nhiều triệu phú nhất. Bởi vì đó là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất. Đơn giản là dân giàu nước mạnh thôi. Vậy thì tại sao lại như vậy? Một cái câu trả lời đó là gì? Câu trả lời nó có trong quyển sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu được viết bởi ông triệu phú Robert Kiyosaki tác giả của bộ sách Cha giàu cha nghèo. Một cái bộ sách mà rất là nổi tiếng. Và Donald Trump, hai người này đã viết chung một quyển sách, đó là quyển sách Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu. Thì trong quyển sách này thì họ có cái câu trả lời là gì? Cái lý do tại sao nước Mỹ lại có nhiều triệu phú và nhiều tỷ phú nhất trên thế giới? Đó là bởi vì họ đây là cái nơi mà người dân Mỹ có nhiều cơ hội để được giáo dục về tài chính. Anh chị nghe rõ chưa? Bởi vì người dân Mỹ có nhiều cơ hội để được giáo dục về tài chính hơn là những quốc gia khác. Và ở Mỹ họ có một cái gọi là một cái một cái điều mà chúng ta thấy rất là hay ở chỗ là gì? Đó là bất cứ ai thành công thì họ sẽ đều viết sách họ viết lại những cái kinh nghiệm, những cái bài học thành công của họ. Những cái kinh nghiệm để cho những cái người có thể đọc được, họ có thể làm theo và cũng có thể thành công giống như họ. Và cứ người nào họ thành công, họ đều viết sách và xuất bản cho những người sau. Và để có thể tiếp nhận được những cái tri thức những cái kiến thức để thành công đặc biệt là về tài chính thì người Mỹ là người được đọc đầu tiên ví dụ như chúng ta có thể đọc quyển sách một trong những quyển sách rất là nổi tiếng đó là quyển sách sức mạnh tiềm thức anh chị nào ở đây đang 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 sở hữu quyển sách sức mạnh tiềm thức quyển sách sức mạnh tiềm thức là một cái quyển sách cực kỳ tuyệt vời cực kỳ hay luôn và thật sự là từ thuy chỉ thật sự thay đổi cuộc đời của mình Cá nhân tôi chỉ thật sự đổi đời khi mà tôi đọc quyển sách này. Tôi chỉ thật sự đổi đời khi mà tôi đọc quyển sách này tôi hiểu tôi biết về những cái bí mật mà trước đó tôi chưa biết. Và anh chị có biết không ạ, quyển sách này thì được xuất bản tại Mỹ vào năm 1963. Nhưng cho tới năm 2013 thì nó mới xuất bản tại Việt Nam có nghĩa là người Mỹ đọc quyển sách này 50 năm rồi thì người Việt Nam mình mới được đọc. Bạn có hiểu không ạ? À? Đó là một ví dụ thôi nhé. Rất nhiều những cái đầu sách khác cũng như vậy. Vậy cho nên là hỏi tại sao họ lại có thể trở nên sâu có như vậy. Và cái yếu tố mà nó quan trọng nhất ở đây là gì? cái câu hỏi thứ hai mà huy muốn hỏi anh chị đó là cái gì mà tiền không giải quyết được anh chị có thể uh, comment cái gì mà tiền không giải quyết được chúng ta đã từng nghe nói đó là tiền thì có thể mua tiền cũng được đúng không cái gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết được rất nhiều tiền tiền không giải quyết được cái gì bây giờ bạn có thể một số chị nói tiền không thể giải quyết được thời gian nhưng mà bây giờ bạn có tiền bạn sẽ có thể là có nhiều thời gian hơn chứ tiền làm việc thay cho bạn thì lúc này đây bạn tự do thời gian rồi đúng không bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể làm cái việc bạn thích bây giờ bạn đi máy bay bạn phải thay vì bạn phải đi với lại cái hạng economy là hạng thường general thì bạn sẽ phải xếp hạng bạn sẽ phải chờ đợi rất là lâu thì bây giờ bạn đi hạng thương gia thì bạn sẽ được đi cái đường riêng cái cửa check in riêng và bạn sẽ có thể người khác phải mất tới 2 tiếng đồng hồ để check in thì bạn chỉ mất có là 5 phút thôi bạn tiết kiệm được thời gian nhiều lắm chứ đúng không vậy thì tiền mua được thời gian tiền có mua được sức khỏe hay không thì nó cũng có một phần nào đó. Anh chị có hình dung rằng là nếu bây giờ chúng ta có kiến thức về sức khỏe, chúng ta tự do về thời gian, chúng ta sẽ dành nhiều thì chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta tập luyện thể dục thể thao. Anh chị đồng ý? Và thậm chí một số anh chị chúng ta hoàn toàn có thể thuê những cái người chuyên gia, chuyên gia về thể chất, chuyên gia về dinh dưỡng để họ có thể tư vấn cho mình cái chế độ ăn như thế nào, kiểm soát cho mình cái chế độ ăn uống ra làm sao và chế độ tập luyện như thế nào để tốt nhất. Có đúng không? Và chúng ta có thể là ăn những thức ăn, những cái dinh dưỡng, có thể nó đắt tiền này, nhưng mà nó tốt cho sức khỏe, giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Đấy, vậy thì nó một phần nào đó nó cũng có thể mua được. Vậy thì bây giờ cái gì là tiền không mua được đây? À, cái gì là tiền không mua được đây? Và có một thứ mà tiền không thể nào mua được mình dù trong bất kỳ cái thời điểm nào trong bất kỳ cái nơi nào thì có một thứ tiền không bao giờ giải quyết được đó là cái nghèo cái nghèo là cái mà tiền không giải quyết được bây giờ chúng ta hãy thử phân tích xem ủa tưởng cái nghèo là giải quyết bằng tiền là dễ nhất chứ nhưng có thật sự là như vậy hay không bây giờ anh chị hãy thử hình dung về một cái viễn cảnh sự thật là có một cái người kia anh ta đang là một cái người nghèo nghèo khổ nhé à, có một người nghèo ở đó anh ta không có cơm ăn áo mặc và gia đình của anh ta đang rất là túng quẫn thiếu thốn bây giờ chúng ta cho anh ta một con cá thì con cá đó sẽ giúp anh ta có giúp được anh ta không gia giúp được anh ta đúng không? Có thể nuôi sống được anh ta và gia đình của anh ta được một vài ngày. Nhưng cho Huy hỏi anh chị là, là sau khi anh ta ăn hết con cá đó thì anh ta sẽ như thế nào? Anh ta vẫn nghĩ. Anh ta vẫn đâu lại về đây. Và lúc đó chúng ta lại phải tiếp tục cho anh ta con cá. Có một điều rất là thú vị khi mà chúng ta để ý rồi giờ khi mà bạn đưa một 000 đô la cho một người nghèo nghèo ở đây là nghèo về tư duy nghèo ở đây là nghèo về cái tư duy nhé và đương nhiên rằng anh ta sẽ làm gì anh ta sẽ dùng một nghìn đô la để mua một chiếc iphone nhưng nếu như bạn đưa một nghìn đô đó cho một người giàu có thì anh ta sẽ dùng số tiền đó để kinh doanh đầu tư và kiếm được 10.000 đô la. Và sau đó anh ta trả lại cho bạn 1.000 đô. Thậm chí là có luôn cả lãi suất anh chị theo kiểu đó, yeah. đó là người sao? vậy thì cái sự khác biệt ở đây, đó là tiền vào tay của người này. nếu như tiền vào tay một người có tư duy thịnh vượng, một người có cái kiến thức về tiền bạc, một người biết quản lý tiền, biết sử dụng cái tiền đó để có thể là gia tăng tài sản cho họ, thì số tiền đó nó sẽ được gia tăng. nhưng nếu rơi vào rơi vào tay của một người không có cái hiểu biết về thị trường, về nền kinh tế hay cái kiến thức cơ bản nhất là kiến thức về chính thì anh ta sẽ tiêu nó đi thôi. Anh chị hiểu bài học này không? Dạ. Yeah. Vậy cho nó là gì? À? Cái nghèo là cái tiền không giải quyết được. Bạn không thể cho tiền một người nghèo và hy vọng anh ta sẽ trở nên giàu có. Anh ta chỉ có thể được xem là một người nghèo trúng số thôi. Ở đây ai đã từng đọc đã từng nghe về những câu chuyện Mà những người nghèo trúng số rồi. Chúng ta có thể kiếm trên Google, chúng ta có thể kiếm trên mạng Internet, chúng ta có thể kiếm trên Youtube. Nó có những cái câu chuyện rất là nổi tiếng. Có những có một có một anh chàng kia, anh ta đã trúng sổ số, số giải đặc biệt. Từ một người nghèo khó đã trở thành triệu phú. Anh chị có thấy tuyệt vời không? Vậy mà chỉ sau vài năm thì anh ta lại túng quận Anh ta lại mất hết tất cả và lại rơi vào cái cảnh nợ nợ. và cụ ông trời thì hình như là rất là phù hộ cái ông này anh ấy đã trúng giải độc đắc lần thứ hai anh chỉ có bao giờ thấy một người nào mà trúng giải độc đắc mà gọi là checkbox hai lần trong cuộc đời và sau lần thứ hai này thì một thời gian sau anh ta lại tiếp tục rơi vào cảnh Trung quốc. ở ờ, cái câu chuyện này có thật đấy đi đi lên google kiếm đi hay lắm thì chúng ta sẽ thấy một điều là gì bạn không thể giúp một người nghèo trở nên giàu có bằng cách đưa tiền cho họ đâu chị bởi vì cái nhiệt kế tài chính của mỗi người là do họ tạo ra có thể sinh ra bạn không phải sinh ra cho một gia đình giàu có nhưng mà nếu như bạn chết đi trong nghèo khó đó là lỗi của bạn bởi vì đó là quyền năng quyền cái quyền được lựa chọn cuộc đời của bạn và cái cách duy nhất để giải quyết được cái nghèo không phải là cho người ta con cá anh chị mà là chúng ta hãy chỉ cho họ cách để câu cá chỉ cho người ta biết cách để câu cá chỉ cho họ câu cá ở đâu khi anh chị có thể chỉ cho một người đang đói bụng cái cách để kiếm cơm cái cách để tạo ra thu nhập cái cách để kiếm ăn, cái cách để câu kè, thì anh ta có thể tự làm được việc đó và anh ta có thể nuôi sống gia đình của anh ta mà không phải trở thành gánh nặng cho xã hội được. Anh chỉ có hiểu bài học này mà. Và cái cái công thức giải quyết được cái nghèo chính là giáo dục về tài chính, giáo dục về tài chính. Không phải là tiền. Mà là giáo dục về tài chính. Chị có hiểu bài học nào Dạ. Và ai 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 làm điều đó? Ai sẵn sàng đầu tư cho cái kiến thức này? Ai sẵn sàng dành ra vài ngày để mình có kiến thức này không mấy người đâu anh chị bạn sẵn sàng bỏ ra 4 năm để học đại học bạn sẵn sàng bỏ ra 2 năm để học tiếng Anh nhưng nếu tôi nói bạn sẵn sàng dành ra khoảng 2 tuần để được học và giáo dục tài chính để bạn không bao giờ phải thất bại về tài chính nữa. Và chỉ có con đường thành công thôi thì bạn lại không sẵn sàng học. Hiểu tại sao chưa giàu chưa? Hai phải với chính mình nó tỉnh táo lên đi. Tư duy triệu phú tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ bên chị. Đó là những người nghèo họ làm việc chăm chỉ vì tiền và người giàu họ biết cách để bắt tiền làm việc chăm chỉ cho họ. Anh chị đã biết cách để tiền làm việc chăm chỉ cho mình chưa? anh chị đã bao giờ làm điều đó chưa và hãy nhớ một điều là gì nếu như bạn không làm được điều đó thì bạn đang thuộc cái nhóm còn lại tiền là một đầy tớ rất là tuyệt vời thật sự tiền là một đầy tớ cực kỳ tuyệt vời tiền trung thành tuyệt đối anh chị bảo tiền làm gì nó làm điều đó anh chị có đồng ý không tiền luôn luôn nghe lời chúng ta anh chị nói rằng tiền ơi mua cái váy đó đi mua cái váy tiền ơi mua cái điện thoại đi mua cái điện thoại tiền ơi dùng để làm vốn kinh doanh đi dùng làm vốn kinh doanh nó làm hết nó nghe lời mình nó không bao giờ mà cự cãi theo 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 ý của nó gì anh chị thấy tiền nó dễ thương không ạ yeah. dạ có bao giờ mà anh chị lấy tiền của anh chị anh chị nói rằng là tiền ơi đi mua cái macbook đó đi ừ em không chịu đâu Em thích đi, đi, đi mua cái Cái, 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 sách Cái hacker Thôi, ừ. yeah. nó nghe lời tuyệt đối luôn Mong muốn của chủ nhân Là mệnh lệnh đối với tiền Và yeah, Tiền trung thành tuyệt đối Và đương nhiên là chúng ta bảo tiền Đi lên đường nó cũng lên đường luôn Bạn bảo nó đi về đâu Thì đi về đó Anh chị đồng ý không? Và có một cái điều rất là hay ở đây là gì? Nếu như bạn biết cách để bắt tiền làm việc cho mình thì tiền nó tuyệt vời lắm. Hãy thử hình dung tới cái câu chuyện như thế này. Tiền nó có đòi nghỉ khai sản không anh chị? Tiền nó có đòi tăng lương không anh chị? <laughs> tiền một ngày nếu như tiền chúng ta biết cách để tiền làm việc cho mình thì nó sẽ làm cho chúng ta bao nhiêu tiếng một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng hay là 24 trên 24 cả thứ bảy cả chủ nhật cả ngày nghỉ cả ngày lễ sáng trưa chiều tối nắng mưa hay là dù là ngày gì đi chăng nữa thì tìm vẫn làm việc cho bạn. Anh chỉ có thấy cái đầy tớ nào mà nó tuyệt vời như vậy không? Dạ, anh yeah, chị comment đi. Tôi đang chỉ bạn làm giàu. Bạn có thấy cái người đầy tớ nào mà tuyệt vời như vậy không? Vừa trung thành tuyệt đối, vừa không đòi hỏi, mà lại còn bây giờ làm việc chăm chỉ hơn bất cứ cái người nhân viên nào. vậy thì làm sao làm sao để có thể chuyển từ một người làm việc chăm chỉ vì tiền trở thành một người có thể bắt tiền làm việc chăm chỉ cho mình đó là giáo dục về tài chính bạn cần phải được giáo dục về tài chính và đây hãy nhớ một điều là cái gì cũng có thể học được anh chị anh chị nhé từ khi sinh ra chúng ta có rất nhiều điều chúng ta không biết có rất nhiều điều chúng ta không làm được nhưng mà anh chị có thể nhìn lại từ lúc đó cho tới nay chúng ta đã học được bao nhiêu thứ rồi dạ chúng ta đã học được bao nhiêu thứ rồi anh chị nhiều không ạ à? so với lúc chúng ta vừa mới sinh ra và có rất nhiều thứ chúng ta đã học được thậm chí một số anh chị ở đây đã làm được những việc mà có thể nói rằng là cách đây nhiều năm trước chúng ta không nghĩ rằng chúng ta làm được có đúng vậy thì hãy nhớ một điều làm kinh doanh cũng vậy đầu tư cũng vậy làm giàu cũng vậy cái gì cũng có thể học được hết quan trọng là học ở đâu bạn có hiểu không? Và cái yếu tố là giáo dục về tài chính bạn cũng có thể học được. Chúng ta cần được giáo dục về tài chính. Đây là giải pháp. Giải pháp để giải quyết cái nghèo từ gốc rễ chứ không phải là từ hoa trái, không phải từ bên ngoài mà từ gốc rễ của nó chính là tư duy, chính là kiến thức, chính là giáo dục về tài chính anh chị ha rồi vậy cho nên là chúng ta cần phải tốt nghiệp bài học này anh chị bạn nếu như uh, rất nhiều người tin rằng huy trước đây cũng đã từng tin rằng đó là nếu như mà mình cứ nỗ lực và làm việc chăm chỉ thì mình sẽ trở nên giàu có anh chị nào ở đây đã từng nghĩ như vậy <laughs> Nếu như mà làm việc chăm chỉ sẽ trở nên giàu có thì thế giới này đã có hàng trăm triệu người, hàng tỷ người giàu rồi. Bạn đồng ý không? Nếu làm việc chăm chỉ mà trở nên giàu có thì thế giới này có đã, đã cái số người giàu nó đông hơn người nghèo. Nhưng cái câu chuyện nó không 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 đủ. Chăm chỉ nó chưa đủ đâu. Tôi không nói là không nên làm việc chăm chỉ. Nhưng chăm chỉ á, chăm chỉ thôi nó chưa đủ mà bạn cần phải làm việc có hiệu quả bạn cần phải làm việc khôn ngoan mà cái khôn ngoan đến từ đâu cái khôn ngoan nó chỉ đến từ tri thức thôi cái khôn ngoan đó nó chỉ đến từ cái trí tuệ cái đầu của bạn nó không đến từ cái thân thể của bạn nó đến từ cái đầu nó đến từ cái, từ cái hiểu biết của bạn nó đến từ cái mà được gọi là cái khả năng đó là khả năng học hỏi của bạn. The more you learn the more you earn. Càng học hỏi nhiều bao nhiêu thì càng kiếm được nhiều tiền hơn bấy nhiêu. Anh chị theo kiểu không? Và chúng ta được lựa chọn một hoặc là tiền kiểm soát mình hai là mình kiểm soát tiền. Và chắc chắn rồi tôi là người kiểm soát tiền. Và cho nên là gì? tôi trở thành giàu có. Và đây cũng là cách thức của tất cả những người thành công về tài chính trên thế giới. Hãy học cách để bắt tiền làm việc chăm chỉ cho mình. Hãy học cách để có thể quản lý dòng tiền. Một trong những cái lỗi cơ bản và lại là một cái lỗi mà rất nhiều người không biết đến. Chúng ta có thể thấy rằng là trong kinh doanh thì hầu như các anh chị ở đây nếu mà chúng ta đang làm kinh doanh chúng ta đa số chúng ta sẽ bắt đầu từng nghề chúng ta đi lên từng nghề có thể là trước đây bạn làm một công việc nào đó bạn làm, uh, làm thuê bạn có cái nghề và sau đó bạn mở kinh doanh bạn tự làm cho mình từ cái nghề đó đi lên từng nghề và đa số những doanh nghiệp những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì gặp phải một cái vấn đề đó là khi chúng ta đi lên từng nghề đấy. Thì chúng ta rất là giỏi chuyên môn của mình nhưng chúng ta lại không biết cách để marketing. Chúng ta gặp cái khó khăn trong bài toán về doanh số. Ai ở đây đang gặp vấn đề về bài toán doanh số? Bài toán về lợi nhuận về doanh số. Kiếm khách hàng ở đâu? Quảng bá như thế nào? Tại sao bỏ tiền ra làm quảng cáo? Tại sao bỏ tiền ra chạy marketing, chạy app mà lại không có khách hàng, tiền bỏ ra rất nhiều nhưng mà thu về thì chẳng bao nhiêu. Làm thế nào để có thể có được khách hàng? Làm thế nào để có thể cho khách hàng biết tới mình? Mình tuyệt vời như thế, mình có những cái giá trị tuyệt vời như thế, mình có những sản phẩm tuyệt vời như vậy, nhưng khách hàng người ta không biết, thì làm sao mà người ta mua hàng của mình được? Thì đa số các anh chị gặp cái vấn đề ở cái bước này, ở cái bước hai này là cái bước marketing bán hàng cái cách làm thế nào để có thể giải quyết bài toán doanh số và nếu như những anh chị nào đang gặp cái vấn đề trong cái bước này thì tin vui cho anh chị đó là trong cái chương trình doanh nhân chạm tay hóa vàng thì trực tiếp huy sẽ đào tạo sẽ hướng dẫn cho anh chị cầm tay chỉ việc cho anh chị từng bước từng bước để anh chị có thể làm xuất sắc để anh chị có thể trở thành một bestseller. để anh chị có thể thiết kế ra một cái hệ thống marketing tự động hóa, tự động kết nối, tự động thu hút khách hàng cho mình và chúng ta lại không cần phải bỏ ra nhiều tiền, không cần phải bỏ ra nhiều vốn. Anh chị bao nhiêu số anh chị ở đây muốn học những cái điều này thì đây nói tôi yes vậy thì hãy đăng ký liên hệ với nhóm trưởng của bạn để đăng ký vào nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tay hóa vàng. Ở trong chương trình này thì tất cả tất tần tật những cái kỹ năng mà nó gọi là kỹ năng then chốt về kinh doanh như là cái cách để xây dựng những cái chiến thuật kinh doanh của top 500 doanh nghiệp tỷ đô của thế giới cho đến những kỹ năng đàm phán, cho đến những cái công thức bán hàng và cái chiến lược công thức là marketing digital marketing là marketing online không phải tốn nhiều tiền thậm chí là tốn gần như là không tốn tiền để có thể thu hút những khách hàng tuyệt vời đến để... anh chị ha Đấy. thì dành cho những anh chị nào chúng ta đang quan tâm đến cái điều này đang gặp cái vấn đề trong cái uh, yếu tố về bài toán về dân số thì anh chị có thể liên hệ với nhóm trưởng của chúng ta để có thể đăng ký tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chậm táo bay anh chị ha Đó, tuy nhiên là mình giải quyết được bài toán doanh số rồi thì mọi chuyện đã tuyệt vời chưa dành cho những anh chị nào đã giải quyết được bài toán doanh số rồi nhưng chúng ta vẫn chật vật về tài chính ai ở đây đã giải quyết được bài toán doanh số bài toán doanh số rồi. bài toán về thu hút khách hàng rồi bài toán marketing chúng ta đã giải quyết được rồi nhưng chúng ta vẫn chật vật về tài chính dạ vậy thì cái vấn đề này đến từ đâu nó có một bài toán đằng sau đó và bài toán này thì đa số là nó ảnh hưởng đến từ việc là cái công thức về cái nó gọi là cái khả năng và cái hiểu biết nó gọi là cái kỹ năng quản lý dòng tiền bạn lại rơi vào cái tình cảnh là bạn có thể bán được hàng bạn rơi vào tình cảnh là bạn có thể marketing rất tốt bạn thu hút khách hàng rất là đông khách rất là nhiều doanh thu rất là tốt nhưng mà bạn không quản lý được dòng tiền bạn không bạn không lường trước được cái chi phí phát sinh và nó dẫn tới là doanh nghiệp của bạn càng mở rộng càng lớn lên thì nó càng rơi vào cái bờ vực phá sản thật là kỳ cục đúng không à có nghĩa là và nhiều người thì dùng cái tình cái 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 hiện cái cái sự kiện đó gọi là thuyền to sóng lớn sự thật là gì cái nguyên nhân mà sống lớn nó không phải đến từ cái việc là cái hệ thống kinh doanh của chúng ta nó lớn lên không đâu. Mà cái nguyên nhân gốc rễ nó dẫn tới cái việc mà tại sao doanh nghiệp của anh chị càng phát triển lên thì nó lại càng dễ bị thất bại như vậy. Chỉ vì bạn không có một cái kỹ năng đó là kỹ năng quản lý dòng tiền. Nếu bạn giải quyết được cái kỹ năng này thì bạn doanh nghiệp của bạn nó không bao giờ sợ cái việc là không phát triển được và nó sẽ cứ mãi mãi phát triển lên và bạn càng làm thì mọi thứ nó lại càng tuyệt vời bây giờ từng chứng kiến rất nhiều những doanh nghiệp ở việt nam và trên thế giới họ không gặp vấn đề về thương hiệu họ không gặp vấn đề về quảng bá họ không gặp vấn đề về bất kỳ cái gì về sản phẩm hay marketing hay doanh số cả nhưng họ vẫn đóng cửa bởi vì cái cơ cấu tài chính của họ. Bởi vì cái cơ cấu quản lý dòng tiền của họ Nó không có Nó kém Ngay cả những người quản lý cấp cao Ngay cả những cái nhà điều hành cấp cao Cũng có những người Họ không có cái kiến thức Họ có nghĩa là Họ rất là thiếu cái kiến thức Về giáo dục về tài chính Bao nhiêu số chị đã, chị đã hiểu được Cái tầm quan trọng của giáo dục tài chính rồi Thì comment tôi Dạ yeah. và bạn không cần phải lo được bởi vì là ngày bởi vì là tháng 9 này thì trong cái chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi tôi sẽ chỉ cho anh chị cái này dành cho những anh chị nào trong cái nhóm này là doanh nhân làm chủ cuộc chơi thôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị về cái cách cái tầm nhìn cái tư duy trong quản lý dòng tiền quản lý dòng tiền trong đầu tư trong kinh doanh trong doanh nghiệp cái cách để chúng ta thẩm định một cái cơ hội một cái dự án như thế nào là một cái dự án tiềm năng như thế nào là một cái cơ hội tốt để mình có thể là nắm bắt mình kinh doanh mình đầu tư và như thế nào là những cái bẫy tài chính được tạo ra để À, lôi kéo và thu hút những con bạc, những người không có hiểu biết về tài chính, những người không được giáo dục về tài chính thì sẽ rơi vào những cái bẫy đó. Và huy phải nói với anh chị rằng là những cái bẫy đó nó rất là nó rất là tinh vi. Huy đã từng chứng kiến có những người huy biết họ có cả cái khối tài sản cả trăm tỷ, cả nghìn tỷ mà còn mắc những cái bẫy này. Cho nên là bạn có bao nhiêu tiền thì nó xứng đáng bấy nhiêu tiền ha. thì cho nên dành cho những anh chị nào trong trường hợp chúng ta vừa muốn phát triển cái công việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới và vừa muốn để có thể là chuyển hóa thành từ một người điều hành doanh nghiệp trở thành chủ doanh nghiệp người sở hữu doanh nghiệp và biết cách để có thể bắt tiền của mình làm việc chăm chỉ cho mình thì anh chị có thể là liên hệ với giám trưởng của mình để đăng ký tham gia vào cái chương trình nhóm rèn luyện doanh nhân làm chủ cuộc chơi được không anh chị ạ dạ yeah. thì đó là cái tư duy của ngày hôm nay tư duy của đầu giờ ngày hôm nay ha những người giàu thì họ sẽ bắt tiền làm việc chăm chỉ cho bạn những người nghèo họ sẽ làm việc chăm chỉ vì tiền của họ đương nhiên thời kỳ đầu khi chúng ta chưa có nhiều tiền thì chúng ta phải làm việc chăm chỉ vì tiền thôi tuy nhiên rằng là bạn phải có được kiến thức về tài chính, bạn phải được giáo dục về tài chính thì bạn mới bắt đầu từ những đồng tiền nhỏ mình kiếm được, mình bắt nó làm việc cho mình thì từ ít nó mới thành nhiều được, tích tiểu thì mới thành đại anh chị ha. Rồi à, cái tư duy tiếp theo của ngày hôm nay, tư duy tiếp theo của ngày hôm nay đó là cái câu chuyện về uh, thu nhập, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ nói rất nhiều về thu nhập vậy thì khi mà chúng ta nhìn về thu nhập thì sao công thức thu nhập là như thế nào một trong những cái điều rất là thú vị đó là à, bình thường anh chị đa số chúng ta mà như vừa rồi huy đã phân tích anh chị đó là cái yếu tố mà chúng ta thường hay rất là tập trung vào đó chính là chú trọng vào thu nhập và điều đó là điều tốt tuy nhiên nếu như chỉ tập trung vào thu nhập thôi anh chị và nhất là những cái thu nhập từ việc làm thì nó chưa đủ bởi vì chúng ta chỉ tập trung vào đúng một nguồn thu nhập thôi anh chị trong khi đó để trở nên giàu có bạn phải hiểu rằng là nếu như bạn chỉ dồn toàn lực vào một nguồn thu nhập từ công sức của bạn từ thời gian của bạn từ trí tuệ của bạn vậy thì khi nào bạn mới tự do tài chính này anh chị comment nữa, trả lời câu hỏi này. nếu bây giờ mình dồn toàn lực toàn lực của mình thời gian công sức tiền bạc để tập trung vào một nguồn thu nhập thôi thì cái câu chuyện là chừng nào mình mới tự do tài chính này? à câu trả lời là không bao giờ chứ phải rất lâu luôn không bao giờ bởi vì là bạn nghĩ bạn dừng công việc đó lại thì tiền đâu tiền tích lũy à đúng không bạn không có dòng tiền nữa và khi bạn không có dòng tiền đó là bạn đã rơi vào cái cảnh đó là trở thành một người nghỉ bạn không có dòng tiền. Đó là bạn trở thành một người. Anh chị có hiểu không? Dạ. Yeah. Bạn chỉ là một người nghèo với một cái khối tài sản lớn thôi. Bởi vì một triệu phú thật sự, một người thành công thật sự là người tạo ra dòng tiền. Chúng ta thường thấy rằng ở ngoài kia có những người là triệu phú. Nhưng mà triệu phú đó đến từ đâu? Đến từ việc được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ. Có thể là được thừa hưởng tài sản từ những người nào đó. Có đúng không? Và những người đó mặc dù họ là triệu phú đấy, triệu phú đô la đấy, họ có khối tài sản triệu đô đấy, nhưng mà họ vẫn phải sống chật vật bằng cái thu nhập ít ỏi của họ, thậm chí là không có thu nhập, họ phải phải cắn dần từ vốn, họ phải ăn từ vốn, ăn từ cái tài sản đó ra cho tới khi nó hết. Đó là những người nghèo, đó không phải người giàu, đó chỉ là những triệu phú, những người nghèo trúng số thôi. Đó chỉ là những triệu phú được thừa hưởng tài sản từ cha mẹ thôi họ không phải là một người giàu có thực sự và bây giờ mình thấy được cái câu hỏi rằng giờ nếu bây giờ anh chỉ kiếm tiền cho nhiều vào từ một nguồn thu nhập thì khi chúng ta nghỉ cái công việc đó chúng ta không làm nữa thì tiền đến từ đâu tiền nó không đến từ đâu cả bởi vì chúng ta chỉ có một nguồn thu nhập thôi mà thu nhập đó lại từ chính cái công sức của mình từ chính cái việc làm của mình anh chỉ có hiểu không vậy cho nên là giờ những người giàu có và thành công họ không chỉ chú tập vào thu nhập họ không chỉ chú trọng vào thu nhập từ việc làm đâu anh chị họ chú trọng vào một thứ nó quan trọng hơn nữa đó là tổng, tổng sản tôi không biết thu nhập của bạn một tháng trung bình là bao nhiêu nhưng bây giờ tôi muốn hỏi các anh chị trong cái zoom này từ ngày hôm nay trở về cách đây một năm trước trong một năm qua tổng tài sản của bạn đã tăng lên bao nhiêu con này nó hơi thốn đấy tôi không biết thu nhập của bạn bao nhiêu bạn kiếm tiền mỗi tháng thu nhập bạn vài tỷ tôi không quan tâm tôi chỉ hỏi thôi trong một năm qua tổng tài sản của bạn tăng lên bao nhiêu cười cười trừ đúng không ai mà cười trừ là chưa có đặt câu hỏi vậy thì huy hỏi như vậy nè nếu chẳng có sự thay đổi gì thì theo anh chị cũng là ngày này như một năm nữa. Có bất có chuyện gì thay đổi không? Nếu chúng ta vẫn không có quan tâm tới điều này. Nếu chúng ta vẫn không được giáo dục về tài chính. Nếu như chúng ta vẫn chưa chuyển đổi cái tư duy của mình. Trở thành một cái người bắt tiền làm việc cho mình. Thì ngày này năm sau có thay đổi không? ngày này 3 năm sau, ngày này 5 năm sau hay thậm chí là 10 năm sau khối tài sản của chúng ta có tăng lên được không? Mặc dù là cả một năm trời anh chị đã làm việc, đúng không? Mặc dù là cả năm qua chúng ta đâu có nghĩ đâu. Chúng ta kiếm ra tiền mà. Nhưng tại sao mà sau một năm tài sản không tăng lên được tí nào? Ủa sao kỳ vậy Phải chi mình không ăn Phải chi mình không làm Mình không kiếm ra tiền Mình không có thu nhập Thì sau một năm mình Mình không có gì tăng lên Thì chuyện đó là đúng rồi Toán học là như vậy Nhưng mà bây giờ tháng nào cũng làm gì Cũng kiếm ra tiền Cũng vấn đấu tạo ra thu nhập mà Thì đúng là theo toán toán học là nó phải được tăng lên chứ. Nhưng không. <laughs> bởi vì sao? Nó không phải đến từ cái việc kiếm nhiều tiền hay kiếm ít tiền. Đương nhiên kiếm nhiều tiền nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng gia tăng tổng tài sản hơn. Nhưng nó không phải là yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định ở đây đó là bởi vì bạn đã không chú trọng vào tổng tài sản. Bởi vì bạn không tập trung vào việc gia tăng tổng tài sản. Bạn chỉ tập trung vào thu nhập thôi. Và hãy nhớ rằng là đây là một cái nguyên lý của con người. Anh chị anh chị có thể, nếu anh chị nào có cái cơ hội làm việc với những người mà có thu nhập trên 100 triệu. Ha? Ờ, trên 100 triệu là thường á. Tôi nói là thường thôi nhớ Chứ có những người thu nhập kinh khủng lắm. Mỗi tháng người ta kiếm vài tỷ, vài chục tỷ, cả trăm tỷ luôn. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ nói là từ trên 100 triệu thôi nhé nếu chị có cái cơ hội mà gặp và có biết những người mà thu nhập họ trên 100 triệu thì rất nhiều người họ sẽ rơi vào một cái tình cảnh đó là gì càng kiếm được tiền bao nhiêu thì càng tiêu tiền bấy nhiêu để không rất kinh khủng luôn ờ, huy thì uh, cũng có biết một cái anh anh đó thì cả hai vợ chồng anh ấy là làm một cái công việc mà là sếp sếp cũng của, một cái tập đoàn lớn luôn chị và họ là thu nhập nếu mà nói về làm thuê nha làm công ăn lương thì làm công ăn lương thì thu nhập như vậy là cũng phải thuộc dạng là top của Việt Nam mình mỗi tháng kiếm hai ba trăm triệu là cái đó là là lương ấy nha làm lương làm làm công chứ không phải là tôi không phải nói là bạn làm chủ đâu ví dụ như bạn làm chủ bạn làm kinh doanh thì mỗi tháng bạn kiếm vài trăm triệu thì tôi thấy chuyện bình thường đúng không còn làm thuê nha ờ, mỗi tháng thu nhập 300 triệu á, thì bạn sẽ thấy nó rất là kinh khủng luôn. lương lương cứng như vậy nhưng mà có một cái vấn đề là tiêu tiền kinh khủng tiêu tiền mà không có gọi là tiêu tiền cực kỳ sang luôn thật sự là như vậy tiêu tiền rất sang luôn có nghĩa là kiếm rất nhiều tiền nhưng mà tiêu tiền rất nhiều và À, cho tới khi mà về hưu tới nơi rồi thì lúc đó không có bao nhiêu tài sản nữa. tích lũy được chỉ có khoảng là 10 tỷ và thật sự là cả một đời tích lũy được 10 tỷ thì như vậy là với cái thu nhập như vậy thì người đánh giá là nó 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 ít yeah. nó, nó nó không nó 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 không, không 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 xứng đáng bởi vì tiêu quá nhiều vậy cho nên là chúng ta phải lưu ý cái này bạn càng tập trung cái gì càng cái đó càng mở rộng những người giàu có và thành công họ tập trung vào tổng tài sản anh chị cho hỏi anh chị là anh chị mong muốn rằng là hôm 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 trước cái tay khoảng hai ba ngày trước mới có hỏi bạn cho phép bản thân bạn bao nhiêu lâu bao nhiêu năm để trở thành một triệu phú để kiếm được một triệu đô la đầu tiên bạn cho phép bản thân bạn bao nhiêu năm Dạ. Yeah bạn có lượng, có dự định là sẽ phải mất tới ba bốn chục năm nữa không hay là bạn đưa ra lựa chọn là tầm chỉ là khoảng hai năm thôi hai năm thôi hay cho trễ lắm là 5 năm năm thôi đúng không vậy thì rõ ràng rằng là nếu như đó là mục tiêu của anh chị thì chúng ta sẽ phải làm khác đi với những người đặt cái mục tiêu là bốn năm anh chị đồng ý không à. Mình đặt mục tiêu là hai năm thì nó sẽ khác với người đặt mục tiêu là hai ba chục năm, bốn chục năm chứ. Mình phải làm khác họ chứ. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải tập trung vào tổng tài sản. Cái câu hỏi mà vừa rồi Huy mới hỏi anh chị đó. Ngày này, năm trước, một năm trở về lại đây, bạn đã tích lũy được bao nhiêu tài sản? Đây là một cái câu hỏi cảnh tẩm. Chúng ta cần nhận ra được là nếu như chúng ta không có bất kỳ cái sự thay đổi gì không có bất kỳ một cái sự tỉnh thức gì về điều này thì nó sẽ vẫn sẽ tiếp diễn trong những năm tới và có thể một năm sau bạn lại được một ai đó có thể Huy sẽ hỏi lại anh chị cái câu này một lần nữa thế thì sau một năm vượt qua bạn đã tích lũy được bao nhiêu tài sản rồi anh chị hiểu không <laughs> đó thì cái câu chuyện đó là anh chị phải lưu ý ha còn cá nhân huy thì trung bình mỗi năm thì tích lũy thêm khoảng 1 triệu đô tài sản là giải quyết hết công nợ đó Đấy. thì trung bình là như vậy Vậy thì, thì anh chị phải làm sao để làm được điều đó có thể là ít nhất là không nhất thiết phải như vậy nhưng mà anh chị có thể là mỗi một năm bạn tài sản bạn tăng lên vài trăm triệu trước đi đúng không ít nhất phải tăng lên vài trăm triệu trước hay là từ từ nó tăng lên cũng vài tỷ rồi nó mới lên tới vài chục tỷ rồi từ từ nó mới lên nữa có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu từ cái việc là chú trọng vào tổng tài sản trước mới đầu có thể con số nó sẽ nhỏ anh chị nhưng mà hãy nhớ rằng là càng tập trung cái gì cái đó nó sẽ mở rộng đâu phải tự dưng mà mà có ngay lập tức là có được vài 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 chục tỷ đâu đúng không hả nó cũng phải tích lũy từ từ tích lũy từ từ giống như cái công thức làm giàu hay chia, chia sẻ anh chị đó ai cũng sẽ có 200 triệu thôi rồi bạn cũng sẽ kiếm được 200 triệu thôi nhưng mà 200 triệu đó bạn làm cái gì bạn sẽ làm cái gì vào từ cái 200 triệu đó bạn sẽ biến 200 triệu đó thành 2 tỷ hay là bạn sẽ tiêu hết 200 triệu đó cái câu chuyện đó là mỗi người mỗi khác và khi bạn có 2 tỷ rồi lúc đó bạn sẽ khác với cái người chỉ có 200 triệu đúng không đấy và thậm chí là gì thậm chí là uh, sau Ừ, sau 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 khi bạn có 2 2 tỷ, bạn hoàn toàn có thể là giờ tiếp tục dùng cái đó để tái đầu tư để tạo ra 20 tỷ và tạo ra nhiều hơn, sau đó có 20 tỷ bạn có thể tạo ra được 200 tỷ đó là cái chuyện của bạn. Anh chị ha. Vậy cho nên rằng là các anh chị chúng ta cần phải nhớ cái công thức chú trọng vào tổng tài sản mình. Và nếu anh chị không làm điều đó thì anh chị sẽ không bao giờ thấy cái tài sản của mình tăng lên đâu bao nhiêu sẽ hiểu bài học này comment tôi ạ dạ rồi vậy thì chú trọng vào tổng tài sản thì chúng ta cần phải làm cái gì <laughs> chú trọng vào tổng tài sản thì chúng ta phải làm cái gì bước một đó là chúng ta phải gia tăng khả năng kiếm tiền chắc chắn rồi nếu mà bạn chỉ tập trung vào gia tăng thu nhập thì nó chỉ là một một bước thôi nhưng nếu như bạn áp dụng tất cả các bước thì tài sản bạn sẽ tăng lên. Vậy cho nên là cái việc gia tăng thu nhập vẫn là cái yếu tố cần thiết. Ngày hôm qua Huy có chia sẻ về cái công thức quản lý tiền của những triệu phú rồi đó anh chị. Thì chúng ta có thể là một số anh chị sẽ sau khi anh chị học xong cái buổi ngày hôm qua anh chị sẽ nói rằng là trời ơi bây giờ thu nhập mình ít như thế này giờ thu nhập tôi mỗi tháng có 5 triệu thôi làm sao tôi có thể mà phân tiền ra kiểu đó được giờ thu nhập tôi mỗi tháng có 5 triệu thôi mà chi phí điện nước rồi nhà cửa là nó nó hết luôn rồi thì làm sao mà tôi có thể phân ra thành mà tới 6 cái lọ như thế 6 cái quỹ như vậy thật là tôi không làm được công thức thì không dành cho tôi thì tôi phải hỏi là bạn là gì tại sao lại chấp nhận làm cái công việc đó nếu như bạn dành ra 8 tiếng một ngày để làm việc Nỗ lực chăm chỉ. Bỏ công sức thời gian trí tuệ mồ hôi của bạn ra. Mà mỗi tháng chỉ có 5 triệu thôi tại sao vẫn làm công việc đó? Thay đổi công việc đi. Làm cái khác nhiều tiền hơn đi. Còn nếu không làm được thì phải học. Đọc sách. Nghe người thành công nói đi làm mọi cách để giỏi lên làm mọi cách để gia tăng thu nhập lên ở đó mà than nghèo kể khổ rồi mà không có làm gì để thay đổi cái chuyện đó hết tôi chấp vừa thôi chứ có đúng không cái người đó 40 năm nữa vẫn nghèo bởi vì an phận Có hiểu không Trời ơi Làm mà thu nhập có 5 triệu Rồi xong thang Không đủ tiền sống Không đủ thì phải cố gắng lên Phải nỗ lực lên Học Phát triển kỹ năng Tìm kiếm cái cơ hội mới Làm cái công việc nào thu nhập nó cao lên chứ cứ ngồi đó thang ngày cứ khổ xong vào đây học làm giàu mà không có chịu phát triển không có chịu nỗ lực gì hết thì bây giờ bạn có là, có có thượng đế xuống chỉ bằng làm giàu cũng không làm được đó tại suốt ngày ngồi than chả bao giờ chịu hành động hết trong khi cuộc đời của mình là do mình do mình lựa chọn cho nên là cái hành động đầu tiên gia tăng thu nhập bao nhiêu sư chị tốt cái bài học này comment tôi ạ à. Gia tăng thu nhập Muốn tăng tổng tài sản lên Thì phải gia tăng thu nhập chứ Có hiểu không à Trời ơi Nãy tôi thấy có một bạn comment gì Mỗi một năm kiếm 26 tỷ Làm gì mà làm được Nói phết à Tôi nói bạn nghe nha Đừng có sốc Nó chỉ là tiền rất nhỏ so với lại là Những cái người giàu có trên thế giới thôi và nó cũng không là gì so với những cái người giàu có ở Việt Nam mình đâu Anh chị nhá Bạn hiểu không ạ à? Trời ơi Tôi còn đang phải nỗ lực rất nhiều đây Tỉnh táo lên đi Nếu như một năm mà tài sản tăng lên một triệu đô Mà nếu mà tôi không chịu phát triển lên nữa Thì tôi phải mất một, một bao nhiêu Một nghìn năm nữa tôi mới thành tỷ phú đô la tôi còn phải nỗ lực lên rất là nhiều đấy bạn còn nói là một triệu đô một năm là là là, là nhiều xin lỗi bạn Elon chỉ trong một năm kiếm đến cả trăm tỷ đô này này thấy không có tấm hình luôn nè có có cuốn sách ông nè Đấy cho nên là tỉnh táo lên không có thời gian để ngừng nghỉ đâu không có thời gian để ngồi đó mà cà rỡn đâu phấn đấu lên đi thì... anh chị có hiểu không ạ à? ừ phấn đấu trong cái việc gia tăng thu nhập lên thì tài sản mới tăng lên nhanh hơn được bao nhiêu số hiểu bài này comment tôi ạ rồi nhé yeah. Làm sao thì làm Đừng có để là ngày này năm sau tôi hỏi lại Tài sản trong một năm vừa qua bạn bao nhiêu bạn vẫn trả lời Cái câu hoặc câu trả lời giống ngày hôm nay là lúc đó tôi tôi chưa vui lắm đâu nha mà tôi cũng không có phải không vui tôi bình thường à. có bạn không vui à. làm sao mà khi mà có người nào hỏi bạn câu đó bạn cảm thấy rất tự hào bạn có thể nói với họ rằng là ờ tốt lắm bạn tuyệt vời lắm bạn tôi đã rất nỗ lực phấn đấu và tôi đã tích lũy được năm năm vừa qua tôi vừa sở hữu thêm căn biệt thự ví dụ như vậy hay năm vừa qua tôi vừa sở hữu thêm vài triệu đô bất động sản chẳng hạn anh chị hiểu không Đó. gia tăng thu nhập đừng có đổ đổ lỗi là mình nghèo mà phải coi coi là tại sao mình nghèo tại vì mình không chịu nỗ lực mình không chịu cố gắng tôi không nói là cái việc làm việc chăm chỉ ở đây mà tôi đã nói rồi giờ nếu như làm việc chăm chỉ mà giàu có thì cả tỷ người đã giàu rồi bạn phải phát triển tư duy bạn phải phát triển cái trí tuệ bạn phải nâng cao kỹ năng của bạn lên phấn đấu để trở thành những cái người giàu nhất trong lĩnh vực của bạn trước hoặc là kiếm một cái cơ hội nào để mình có thể là có nhiều cái nguồn lực hơn nhiều cái cơ hội tốt hơn nó thuận lợi hơn cho mình chứ còn mà an phận như vậy thì không không ai cứu bạn được tại vì không ai đi giùm anh chị được anh chị có hiểu không thì đó là cái việc đầu tiên chúng ta phải làm gia tăng thu nhập việc thứ hai đó chính là chúng ta làm cái việc mà ngày hôm qua huy đã dành ra nguyên một buổi zoom ngày hôm qua để chia sẻ với anh chị đó là gì anh chị comment đi ạ ngày hôm qua chúng ta học cái gì ạ là cái gì ạ chính xác phải quản lý tài chính một cách xuất sắc. Kỷ lục nhất quán không có nhưng không có được mà ăn gian. Tiền tiền dành cho việc gì là dành cho việc đó. Không có mượn từ lọ này qua lọ khác. Có hiểu không? Đương nhiên là chúng ta có thể là du di cho hai cái lọ là lọ phát triển bản thân và lọ tự do tài chính bởi vì hai cái này là đang trả cho một chúng ta giàu lên bạn có thể giảm cái chi phí giảm cái chi tiêu lại để có thể có nhiều tiền hơn nhiều tiền hơn để làm vốn kinh doanh đầu tư nhiều tiền hơn để đầu tư cho trí tuệ kiến thức việc đó là tôi hưởng ví dụ như cá nhân huy thu nhập về là tôi trích ra từ 70 cho tới 90 cái lợi nhuận để cho đầu tư kinh doanh tôi chỉ dành từ 30 10 tới 30 là để là cho cái những cái chi tiêu khác cho nên tài sản mới tăng nhanh lên nữa anh chị anh chị có hiểu mà đấy chứ còn bây giờ kiếm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu thì thôi rồi thậm chí là có người còn cầm thẻ ra quậy quẹt 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 ra đó còn sẽ lố nữa thì tháng sau làm gì tháng sau phải đi trả nợ cho tháng trước chứ sao anh chị có hiểu không để nếu là quản lý tiền là cái yếu tố rất cực kỳ quan trọng bước thứ hai mà chúng ta phải cực kỳ làm chủ ok chưa và tiếp theo bước thứ ba nếu bạn làm bước 1 và bước 2 làm tốt rồi thì bước thứ ba bạn sẽ tiếp tục làm cái gì biết không tạo ra dòng tiền thứ hai dòng tiền thứ ba, dòng thu nhập thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tạo ra dòng tiền mới. Hãy nhớ, dòng tiền mới chính là thứ sẽ giúp bạn tự do tài chính. Bởi vì có thể tới một thời điểm nào đó, bạn không làm cái công việc hiện tại nữa. Bạn có thể nghỉ hưu và bạn vẫn có những cái dòng tiền đó tạo ra những cái có thể là doanh nghiệp, có thể là nhà cho thuê, có thể là franchise, có thể là những cái uh, tiền bản quyền, nói chung là những cái tài sản nó tạo ra thu nhập thụ động cho bạn. Anh chỉ có hiểu cái điều này không ạ? Yeah. Dạ. Những tài sản tạo ra dòng tiền cho mình, anh chị ha. Thì bạn làm ba bước này thôi. Đó là ba bước để chú trọng vào tổng tài sản chứ không phải chỉ là tập trung vào thu nhập từ việc làm mà là cả ba cái anh chị có hiểu bài học này đấy và thu nhập từ những cái dòng tiền mới nó đến thì chúng ta lại tiếp tục quản lý tiền chúng ta lại tiếp tục tích lũy và lại đầu tư xây dựng tới dòng tiền tiếp theo cứ như vậy chúng ta sẽ xây dựng được nhiều cái dòng tiền hơn và trong mỗi dòng tiền đó chúng ta lại tập trung trong việc là gia tăng cái thu nhập trong cái dòng tiền đó nữa thì nó lại cứ như vậy cứ như vậy cứ như vậy nó giống như là nó theo một cái gù nó thành một cái bánh bánh xoay một cái gù nó cứ lại tiếp tục vào 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 đúng không ạ nó cứ tiếp tục đúng không? thu nhập tăng lên dòng tiền tăng lên tài sản tăng lên tài sản tăng lên thì lại thu nhập lại tăng lên rồi dòng tiền tăng lên nó cứ tiếp tục như vậy cho nên người giàu càng ngày càng giàu như vậy anh chị ha đấy nó chỉ đến từ những thói quen thôi. những điều chúng ta tưởng chừng như nó rất là cơ bản rất là đơn giản nhưng nó lại có cái sức mạnh cực kỳ to lớn anh chị ha đấy thì uh, đó cũng là cái uh, uh, cái phần chia sẻ của huy trong cái buổi tối ngày hôm nay uh, hôm nay thì huy cũng chia sẻ những cái này thì uh, huy thấy rằng là thật sự anh chị nào mà ngày hôm nay có mặt thì chắc là chúng ta cũng cũng lời đúng không uh, thì hôm nay là mấy cái này nó hơi nó rất là quan trọng luôn đây ok thì uh, dành cho cũng nhắc nhở các anh chị là nếu anh chị nào mà chúng ta muốn uh, phát triển và chúng ta có thể là uh, biến cái công việc kinh của mình nó trở nên thuận lợi hơn và chuyển hóa nó thành một cái công việc kinh doanh nó tự động hóa và uh, thậm chí rằng là có thể là mở rộng cái quy mô lên uh, toàn cầu và uh, tuyệt vời hơn nữa thì anh chị có thể là liên hệ với nhóm trưởng như họ tập chúng ta để có thể là đăng ký tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tháo vàng. Đặc biệt là những anh chị nào mà chúng ta muốn có thể là nắm bắt và có được cái kiến thức tư duy trong đầu tư, trong kinh doanh và trong cái giáo dục về tài chính một cách chất lượng nhất, thì anh chị có thể liên hệ để với nhóm trưởng để chúng ta có thể đăng ký vào chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi sẽ có mặt vào trong cái tháng 9 này để chúng ta trở thành một cái người hiểu biết về thị trường thật sự để chúng ta không bao giờ phải uh, mất tiền trong kinh doanh hay đầu tư nữa mà chỉ có là thắng thôi ha, chỉ có thắng thôi. Một khi mà chúng ta đã uh, dùng cái biết nắm được cái điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào cái tình cảnh là không thành công về tiền bạc nữa. Anh chị ha. Rồi, uh, thì đó cũng là cái uh, những cái bài học hôm nay. Uh, chúng ta cũng sẽ kết thúc ở đây. Hãy lại các chị em vào cái chương trình xâm tối ngày mai ha. Chúc các chị em chúng ta có được một cái buổi tối, một cái giấc ngủ tràn ngập kỷ niệm về sự thành công, giàu có, khỏe mạnh, lành lặng, thông tin, may mắn, tự do và hạnh phúc chồng mình ha. Hôm nay là ngày thành công về tài chính, hôm nay là ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay tôi là người thành công, bạn là người thành công. Sinh ra trên đời chúng ta là những người thành công, sinh ra trên đời chúng ta là những người chiến thắng và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh vinh quang. Rồi chào tạm biệt các chị bạn siêu yêu quý cho bạn luôn các bạn.